Anh em lưu ý ha, ví dụ khi mà chúng ta mở ra, chúng ta sẽ nhấn vào cái phần này nè, rồi khi mà đóng lại á là chúng ta nhẹ nhàng vê nó thôi. Tử băng nó sẽ mở ra đây, mở ra chúng ta giật lên ha. Thì toàn bộ những cái chiếc máy này, cơ chế hoạt động nó, chúng ta chỉ cần bỏ pha băng theo cái ngàm của cái máy của chúng ta như này. Đây chúng ta sẽ bỏ vào ha, bỏ vậy. Đấy, anh em lưu ý nè, khi mà đóng lại nè, cái phần hai cái chốt này sẽ vào hai cái lỗ. Đấy. Rồi bây giờ sẽ cắm vào. Thì những cái phiên bản này không có trang bị loa tích hợp theo, chúng ta sẽ chơi qua một cái dàn âm thanh khác. Thông qua cái cổng jack phone này lấy ha. Những ngày nắng cay rất là đẹp. Mẹ già là sóc xa cây, lỡ đâu lá rụng tội nành gánh sao. Lời nói đầu tiên thì cho LB Audio xin cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm cũng như là theo dõi kênh LB Audio trong khoảng thời gian vừa qua. Giới thiệu mọi người, đây là con Sony cassette cầm tay 103. Đây là một trong những cái chiếc máy cassette mà bản thân em cực kỳ thích luôn, đặc biệt là về thiết kế. Đây là model được sản xuất năm 1987, tức là sau 3 năm từ cái thời điểm mà Sony WM-101 ra đời vào năm 1985. Và ở cái model 103 này chúng ta thấy hoàn toàn thay đổi trong cái việc mà diện mạo. Không còn cái cửa sổ chéo nữa mà chúng ta sẽ có một chữ nhật nằm ngay chỗ này. Rất là đẹp, tinh tế, nó sẽ vuông vức với cái dòng chữ, những cái thông tin của cái con Sony 103 này. Và đặc biệt cái chữ Walkman nó chạy dọc cái sườn máy của chúng ta, rất đẹp. Nhìn nó giống như cái tạp chí, rất là fashion và thời trang. Đấy. Về cơ cấu cũng như là cái chức năng thì gần như là không thay đổi gì so với những cái phiên bản trước đó như 102 và 101. Vẫn có một cái chức năng đó là Auto Reverse, chơi được băng hai chiều thông qua một cái nút bấm màu xanh nằm ngay ở trên đầu. Và có thể chơi được băng Normal, Metal và chế độ WNA. Phía bên hông dãy của chúng ta thì cũng sẽ có những cái phím chức năng như lay, tua và khóa lại tất cả các phím bấm để chúng ta bảo vệ khi mà bỏ vào túi. Rất là đẹp ha. Đằng sau sẽ là cái nút volume. Đây, 103 mắc in ra băng rất là đẹp. Thì đối với tất cả những cái dòng từ series 101, 102, 103 với cái thiết kế này thì chúng ta sẽ có một cái phần khay pin nằm ở phía dưới máy. Và đây là chỉ là cái máy của chúng ta nè. Khay pin. Đấy, khay pin và sử dụng một hộp pin luôn. Và đặc biệt là cái khả năng tiêu thụ điện năng của em này rất là thấp, nên là chúng ta sử dụng cái cục pin này khá là lâu. Cái điểm hạn chế của những cái con Sony 1.1, 1.2, 1.3 là nếu như em này có thể chơi đương luôn được pin kẹo gắn vào đây. Và cái tắp lô này nó là một cái phụ kiện bổ sung vào cho vào một chiếc máy của chúng ta thì nó sẽ cực kỳ tối ưu hơn rất là nhiều. Tại vì nếu mà cái phần này hư thì chúng ta có thể, hoặc là mất thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được pin kẹo đến kèm ở bên hộp này. Rất tiếc là Sony đã không trang bị cái phần viên pin kẹo cho những cái dòng series này. Okay. Còn ngồi lại là tất cả chức năng hoàn hảo. Và đặc biệt em rất thích cái thiết kế của Sony Walkman 103 này, rất là đẹp. Đây là cũng là cái phiên bản mà khó kiếm trên thị trường hiện nay. Và cái giá của chị của nó cũng sẽ cao hơn gấp đôi so với những cái phiên bản như 101, 102 và 103. Ok, thì bây giờ không đợi cho anh em chờ lâu nữa, thì bây giờ em sẽ test cái khả năng chơi thanh với nó luôn.